phần giới thiệu của MC rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thì theo lời yêu cầu của quý gia đình thì tiếp tục chương trình văn nghệ để chúc mừng cho hội hôn ngày hôm nay, thì Mai xin tham mật cho ekip của Võ Mai xin gửi đến toàn thể tất cả quý vị một lời kính chúc sức khỏe. Và tiếp theo là xin gửi đến toàn thể tất cả quý vị một ca khúc để khuấy động chương trình văn nghệ trong ngày hôm nay, đó là sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, ca khúc được mang tên Về Đêm. Xin mời cùng lắng nghe.
cho phép anh mời em một ly. Lý do